Hello, hello. Chào cả nhà. Chiều nay lại là tiếp tục đi vòng vòng thành phố Bến Tre nha cả nhà. Đây là đường đi vô chợ Lạc Hồng. Đây, chợ Lạc Hồng buổi chiều. Hôm nay là mùng 8 tháng 3. Chúc chị em ta có một ngày phụ nảy thật là vui vẻ. Bây giờ mình sẽ chở cho mọi người đi xem vòng vòng thành phố Bến Tre. Hôm qua đi một vòng rồi nhưng mà biết đi sớm hay sao mà thấy người ta bán bông bán hoa đồ nó cũng không có được nhiều. Còn này là ngay ở chỗ cái cổng vào chợ Lạc Hồng. Mấy cây bông hướng dương ngay đây nay nó rụi tàn hen này. Ở bên kia là một cái con đường nó đang đi thông qua lộ Đông Tây đi xuống lộ Thầy Cai. Giờ này là 17 giờ 25 phút. Trời còn nắng rất là nhiều cho nên đi đường này cho mát. Chiều giờ này đi đường này cho mát mát một chút, lát nữa lại đằng kia mình ra xuống bờ sông xuống bến lợ. Chiều ở đường Nguyễn Huệ chiều chiều chở cho mọi người đi vòng vòng thành phố ngắm cảnh. Anh làm về muốn xem bông thì phải chạy xuống bờ sông, còn đường này thì chỉ bán là trái cây với đồ ăn uống. Nơi chứ không có như hồi xưa.
xưa bán tùm lum chỗ, những chỗ nào trống là ngồi chỗ đó là không được. Đó, một bông hồng vừa chạy qua. Đường Nguyễn Huệ chạy dài xuống tới dưới cầu Cá Lóc Hai luôn nha cả nhà. Ngược nắng chói chang luôn. Yeah.
đường ngắn ở chỗ này thôi. Hết rồi. Đi thôi. Câu cái cá. Trời ơi, núp vô con cây được, mừng hết sức. Chói con mắt không có thấy đường. Viên Hoàng Lam, viên Hoàng Lam đây. Đây là con đường bông của ngày xưa, hôm Tết. Đường bông của hôm Tết, hôm nay là hết Tết rồi. Trả lại là bình thường. Ngày thường khi mà không có chợ bông thì con đường nó như thế này đây. Giờ mình đi về thôi nha cả nhà. Cầu Kiến Vàng, cầu này là cầu Kiến Vàng nha cả nhà. Cầu này xưa Kiến Vàng nhiều lắm. Nguyên con đường bông hôm Tết
giờ mình về đường này luôn đi. Quá cầu Mỹ quá luôn. Kia có một chiếc tàu du lịch, khách du lịch đi trên tàu chạy vòng vòng trên dòng sông Sen này, ta kiếm con sư tử giống như ở Singapore vậy, gắn lên kiếm cái góc nào gắn lên cái bơm nước xịt ra một góc nhỏ của Singapore đảo quốc sương mù của đảo quốc sư tử lộn. Cưới chứ không phải là ăn mừng 8 tháng 3. Đám cưới du quy. Xin em đừng khóc du quy. Ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Đây là đường Nguyễn Văn Tư. Đó, mấy cái vạch đỏ đỏ này là siêu phân lô.
Bây giờ mình sẽ đi thẳng luôn nha cả nhà, không có quẹo. Ngay đây là cái cua lò nước mắm hồi xưa, phía bên tay trái mình là lò nước mắm đây, có ngay cổng vô lò nước mắm nè. Còn cái cầu lò nước mắm ngay đây bây giờ là người ta đã làm cống rồi. Giờ cái cống mới toàn đồ đi qua vậy đó, chứ không có còn cái cầu dán nữa. Lúc trước là chạy qua cái cầu dán nó lụp cụp lụp cụp. Đây là cái nhà thờ Nguyễn Quá, vô xã Bình Phú. Tối có mấy cái quán cà phê đèn mờ ở trong này khúc này nè. Đây một quán cà phê đèn mờ đây, tối đèn chớp tắt chớp tắt, chân dài ra chân dài với nách. Đây bên này cũng có quán cà phê đèn mờ ở đây. Đây là cầu Cái Hiên, dưới cầu Cái Hiên nhìn lên là cầu Cái, ủa lộn, cầu Hồng Luôn. Đó, bên tay trái nhìn lên là cầu Hồng Luôn đây. Đó, trời buổi chiều đây. Đó, nhà giờ đẹp chưa? Bên này là cái cống. Cái cống này không thấy mít nước lại ta. Mấy cái cống nay là nước mặn người ta bít lại hết. Ôi bít rồi kìa. Đó. Cống này bít lại ở ngoài sông nước đầy nhóc mà trong này nước thấp chủng kìa. Rồi ngay cái khe cống nước nó tràn vô kìa. Nó xì 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 vô. Tưởng đâu nó bít hay giờ ngay cái khe đó nó chảy vô. Ở ngoài nước lớn đầy nhóc, ở trong cạn queo, ở trong chắc người ta xài á. Chứ lúc này là mấy cái cống hầu như là bít lại hết trơn à. Nó bít cống lại hết. Nước mặn.
chùa bên tay phải mình nha. Đường Nguyễn Thanh Trà, đây cái chùa Tịnh Xá Bình Phú. Đường Nguyễn Thanh Trà, bây giờ mình qua đường Võ Văn Khánh, đó, ấp Phú Lợi. Mấy cái tên đường lạ lạ. Đi đường này không có thấy quán xá gì hết, đường vắng que. Chứ giờ này mà đi mấy cái đường ở ngoài kia quán xá đồ, chiều nay người ta đi ăn tiệc tùng đồ nhiều lắm. Chiều nay đi ăn quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 đồ. Chơi hết cho nên cỏ nó mọc lên cao nhất. Có ai chơi thả diều. Bây giờ mình sẽ băng đồng nha. Bây giờ chở cho cả nhà đi băng đồng. Băng đồng chơi cho nó vui. Chơi người ta ra người ta dặm cỏ nó xẹp xuống, còn cái này không ai chơi hết cho nên cỏ cao. Băng qua một cánh đồng, có chân dài thả diều. Thêm cái gạo lên nè, nè, đó, gắn sắt mấy cái gạo lên, cắm sắt vô. Thì ra là hôm nay thấy làm mà không biết làm cái gì. Thì ra là người ta cắm sắt vô để mà người ta đổ cái gạo lên, tại vì cán cái lộ, nâng cái lộ lên xong rồi cái gờ đó nó còn có tác dụng á, cho nên giờ người ta phải gắn sắt vô, cầm sắt vô rồi đổ thêm nâng lên.
giờ lại gần mình mới thấy chứ hôm nay đâu có thấy đâu, đứng ở ngoài xa không thấy. Rồi lên dốc cầu, lên dốc cầu, cầu Hàm Luông buổi chiều hôm nay 8 tháng 3 ngày đẹp trời cho nên đám cưới cá cá nè, đây có cái đám cưới rồi nè. Wow, xe đậu quá trời luôn, đám cưới. Đó, mặt trời giờ cái màu đẹp rồi đó, trời giờ xây lúc ở trên kia luôn, quá trời. Chiều cái màu mặt trời rất là đẹp, hoàng hôn. Cầu dòng xây Tân Tân nha cả nhà, bây giờ mình tạm biệt các bạn ở dòng xây Tân Tân nha, mai rồi dở cho mọi người đi tiếp, giờ về tới đây rồi, giờ bye bye.